Ây, mưa lớn nữa rồi. Nhìn lại con đường ký con ngày hôm nay, ký con đang chịu cơn mưa. Rồi chắc video này xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video sau nha. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Pasteur và đường Hàm Nghi. Không phải Pasteur mà là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công Lý và đường Hàm Nghi. Theo thẳng hướng này chúng ta đó là đường Công Lý xuôi về chợ Cầu Móng năm xưa, và nơi đây có rất là nhiều ngân hàng và những cái nhà xưa theo cái trục đường Công Lý này, và bên cạnh đó cũng có rất là nhiều ngân hàng ở khu vực Hàm Nghi rồi Nguyễn Công Trứ, khu vực ngân hàng này rất là nhiều luôn. Và chúng ta nhìn bên đây cũng là ngân hàng đó nè, bốn bề chúng ta đó là ngân hàng hết. Và hành trình hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo bước nhân cái ngày Sài Gòn vắng vẻ và ít xe cộ, và bầu trời hôm nay rất là mát mẻ, rất thích hợp để chúng ta đi dạo và ngắm nhìn phố phường. Chúng ta đang ở đầu đường, đây là đường Nguyễn Văn Sâm, và nơi đây có cái rạp Kim Châu. Và hành trình hôm nay em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi nguyên cái con đường, trọn vẹn con đường Nguyễn Văn Sâm này cũng như con đường Nguyễn Thái Bình này, để cô chú anh chị mà chúng ta nhìn rõ hơn về cái con đường này, và ngày xưa có đôi lần chúng ta đã đi và hôm nay mình lại tiếp tục nhìn lại, để biết đâu ngày xưa và ngày hôm nay mình thấy được những cái khác của nó. Đây là cái nhà hàng Thiên Nam ngay góc đường Công Lý và Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Thái Bình và Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó. Và chúng ta nhìn xa xa đó là tòa nhà hiện nay đang xây dựng, và kế bên phải, cánh phải đó là cái đường Lê Công Kiều, cái con đường bán rất là nhiều đồ cổ. Và khu vực này có một cái quán hủ tiếu mì rất là ngon, cặp theo cái bến xe ngày xưa, và ngày nay đó là cái trạm xe để đi về Vũng Tàu, xe Toàn Thắng. Khu vực này có rất là nhiều trạm xe, xe Toàn Thắng, xe Hoa Mai, và bên đây là đường Lê Công Kiều nè, mỗi con phố bán đồ cổ rất là nhiều luôn. Nhưng mà ngày nay thì không có quá đông, không có náo nhiệt như ngày xưa, và hôm nay người ta đã dọn vô nhà hết rồi, không có bán ngoài đường như ngày xưa nữa. Chúng ta nhìn rõ hơn cái hình ảnh con phố đồ cổ Lê Công Kiều nha. Con phố mang tên ông Nguyễn Tấn Kiều, tổng đốc binh ở Cai Lậy. Một con phố triệu đô. Rồi chúng ta tiếp tục đi dọc theo con đường Nguyễn Thái Bình này nhé. Và ở đây có cái rạp Kim Châu ngày xưa đây nè, và bây giờ đó là rạp Bông Sen của nghệ sĩ Hồng Vân.
rạp Kim Châu với những hình ảnh rất là khác so với ngày xưa. Nhà xe Toàn Thắng đi về Vũng Tàu. Và ở đây có những con hẻm, hẻm 27, hẻm với những ngôi nhà rất là tạm bợ. Và đối với con đường này, ngày hôm nay có một cái quán cơm gà rất là ngon, đó là cơm gà Hải Nam, nằm ngay một cái con hẻm. Số 26 Nguyễn Thái Bình, không phải là hẻm hơn là cái địa chỉ luôn, như cái nhà luôn đó. Và Sài Gòn chuẩn bị mưa nữa rồi, không biết cái video này sẽ thực hiện có kịp hay không nữa, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục đi ha. Nếu mà mưa quá thì mình sẽ ngừng lại và hẹn gặp lại bà con trong những video sau nha. Và chung cư 47 Nguyễn Thái Bình, nơi đây có cái người bạn của anh Lộc, để hôm nào mình sẽ ghé đó và hỏi thăm người bạn đó ha. Nếu anh có xem video này thì anh xin cái comment nha. Chúng ta tiếp tục đi đến, đó là giao lộ Phó Đức Chính, nơi đó có nhà của chú Quả, một người giàu có ở Sài Gòn ngày xưa, có tới không biết có đúng hay không, sách báo nói là ông có tới 20.000 căn nhà ở Sài Gòn này, một con số rất là khủng, ngày nay không thể nào có được, chỉ có những tập đoàn lớn mới có thôi. Và đây là con đường Phó Đức Chính, nơi đây có trường Khai Minh, một cái hình ảnh ngôi trường xưa ở Sài Gòn, ngôi trường của người Hoa. Nếu các anh chị các bạn đã từng sống ở đây, và có lẽ những anh chị mà ở chợ cũ là sẽ học trường Khai Minh này ha, một chung một cái tuyến. Và bên đây chúng ta thấy đó là nhà của chú Quả, bây giờ là triển lãm, nhà viện triển lãm nghệ thuật rồi. Này chúng ta tiếp tục đi trọn vẹn con đường này để anh chị và các bạn có dễ hình dung hơn. Và ở đây chúng ta có cái nhà xe, đó là nhà xe Hoa Mai cũng đi về Vũng Tàu luôn đó. Và nhà ông Hứa Vũng Hòa cũng là 56 Nguyễn Thái Bình luôn nè, rất là lớn. Và Sài Gòn đang lất phất những hạt mưa, hy vọng là chúng ta sẽ thực hiện kịp cái video này. Chúng ta tranh thủ nha. Và đây có một cái hẻm 68, ở dưới là cái con hẻm nhỏ, và ở trên là một cái nhà của người ta. Mình nhìn con hẻm rất là thú vị, không hiểu ngày sau, không hiểu sao ngày xưa người Hoa lại có những con hẻm theo kiểu như vậy. Đã là con hẻm thông qua rồi mà ở trên còn có nhà ở nữa. Đi chỗ
và cuối đường này đó là đường Gia Sinh. Ôi mưa lớn rồi. Khoan mưa đã. Chúng ta đi một đoạn nữa thôi, rồi mình sẽ chia tay cái video này ha. Và nơi đây có một cái quán cà phê, coffee house. Và con đường này có một cái quán phở, đó là phở Phú Dương, cũng rất là nổi tiếng. Có một chi nhánh ở Lê Văn Sĩ đó. Chi nhánh này mới mở sau này thôi. Rồi mình tiếp tục nha. Mưa phùn rồi. Rồi chắc thôi em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những cái video sau nha. Mưa lớn quá nên mình không thể tiếp tục được. Mình phải đứng ngay cái vị trí đây là số 136 Nguyễn Thái Bình. Mình nhìn thấy Sài Gòn đang mưa nè. Mọi người hối hả, vội vàng chạy về nhà. Khoảng chừng 200m nữa thôi là chúng ta sẽ đến đường Duyên Sinh. Đường Gia Sinh và nơi đó giao với đường Nguyễn Thái Bình này giao với đường Trịnh Văn Cấn, lệch một chút xíu về bên phải. Mình nhìn thấy hình ảnh của Sài Gòn mưa, bà con đang đi đường thì gặp mưa, chúng ta phải dừng lại và mặc áo mưa. Và chị này đang mới vừa mua đôi giày xong, đôi giày bốt Adidas 350 Yeezy 350. Rồi lên xe gió. Sài Gòn mưa là như vậy đó. Đang chạy thì mưa dừng lại mặc áo mưa giọt tiếp. Còn ở nước ngoài thì chắc có lẽ không có cảnh này nha. Mưa thì mưa, nắng thì nắng. Ta vẫn ngồi trong xe hơi và tiếp tục hành trình. Đứng đây mà nghe những cái bản nhạc dạ cổ Hoài Lan này, nghe mà não nề. Bỗng nhiên cũng hết mưa rồi. Chúng ta tiếp tục thôi. Tiếp tục đi một đoạn nữa. Mặc dù mưa giông nhưng mà cũng không có cản trở được tình yêu của Vĩnh Long đến các anh chị và các bạn. Ở đây có mấy cô bán gánh hàng rong nè. Rồi cô đã đang đợi chú mưa. Và nơi đây là giao lộ của Nguyễn Thái Bình và Ký Con. Mưa lớn nữa rồi. Nhìn lại con đường Ký Con ngày hôm nay. Ký Con đang chịu cơn mưa. Rồi chắc video này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video sau nha. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe.